Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều nguyên tắc phong thủy được áp dụng thực hiện trong suốt quá trình xây dựng ngôi nhà. Nó đem đến những trải nghiệm thú vị và cần thiết cho người dùng. Bởi rằng khi bắt đầu vào xây dựng một công trình nhà ở, ai cũng mong muốn có được một không gian nhà ở không chỉ đẹp, tiện nghi mà còn giúp gia chủ may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống, tránh được những rủi ro không may trong và sau khi xây nhà. Cùng với quan điểm về kiêng kỵ khi làm nhà được lưu truyền qua nhiều đời, trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc xin chia sẻ đến quý vị một số điều cơ bản liên quan đến những lưu ý khi đang xây nhà trong năm 2023. Xây nhà là một trong ba việc quan trọng của đời người, bên cạnh việc kết hôn, dựng vợ gả chồng, chọn nghề nghiệp. Chính vì thế, trước khi xây dựng, bên cạnh ngân sách, thế đất, gia chủ cần chú ý kỹ về phong thủy để gia đạo được yên bình, làm ăn phát đạt. Dù nhiều người cho rằng bản thân là người chẳng duy tâm, vô thần, tuy nhiên ít nhiều khi chuẩn bị xây nhà, một việc trọng đại cả đời, nên nhiều người vẫn chú trọng đến phong thủy trong xây dựng. Các bước chuẩn bị trước, trong và sau khi hoàn công cần phải làm những việc gì? Ngôi nhà khi thiết kế phải đáp ứng các tiêu chí nào? Những điều tối kỵ cần tránh để mọi thành viên trong gia đình được tâm an, gia đình vui vẻ, hạnh phúc, phúc lộc đầy nhà. Đặc biệt quan trọng hơn hết, khi xây nhà trong năm 2023, quý vị cần nên tránh những điều kiêng kỵ dưới đây để giúp chủ đầu tư hạn chế được những sai sót trong quá trình thi công, cũng như đem lại may mắn, bình an cho cả gia đình. Thứ nhất, những vị trí khi xây nhà cần nên tránh. Chọn đất xây nhà, xác định vị thế, vị trí xây dựng ngôi nhà như thế nào cũng là bước quan trọng cần thiết. Hiện nay, những vị trí được coi là thuận lợi cho giao thông đi lại, đất không nghịch, vuông vắn chính là những ưu điểm tuyệt vời khi lựa chọn để xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, bạn cũng cần tránh những quan điểm chọn đất làm nhà như không nên xây nhà trên mảnh đất hình tam giác hoặc những mảnh đất lồi lõm. Sở dĩ những vị trí diện tích đất như này được kiêng kỵ khi làm nhà bởi nó gây rất nhiều khó khăn cho việc xây dựng, cũng như khó khăn cho việc bố trí công năng, trang trí kiến trúc cho ngôi nhà của mình. Hơn nữa, ở những vị trí xấu như thế này, rất dễ bị mất cân đối, dễ dàng đổ vỡ, nội thất trong nhà không yên ổn. Đặc biệt theo quan điểm phong thủy, nếu như xây dựng nhà trên những mảnh đất như thế này, sẽ rất ảnh hưởng đến hỏa khí của các thành viên trong gia đình, rất dễ xảy ra nhiều bất đồng và cãi vã. Không nên xây nhà ở vị trí cuối đường hoặc gần với đường cái, đường cụt. Sở dĩ những ngôi nhà được xây dựng ở các vị trí này không được ưu tiên là bởi nhà ở vị trí này thường dễ xảy ra trộm cắp, khó khăn trong việc thoát hiểm nếu chẳng may có xảy ra sự cố. Đặc biệt trong phong thủy, nếu như nhà gần đường cái sẽ dễ gặp họa sát thương như tai nạn giao thông hoặc các tệ nạn khác. Do đó, việc xây dựng nhà ở những vị trí này thường không đảm bảo được tính an toàn cho các thành viên trong gia đình. Vì thế, đây được coi là một trong những điều kiêng kỵ khi đang xây nhà mà các gia đình cần tuyệt đối tránh. Không nên xây nhà ở những vị trí chênh vênh, treo leo, mất an toàn. Những vị trí này có thể là chân núi, đầu hẻm núi, xây nhà ở vị trí quá cao. Những vị trí này thường không được an toàn, mất đi sự cân đối. Do đó không nên chọn những vị trí này để làm nhà. Thứ hai là những điều kiêng kỵ khi đang xây nhà trong cách bố trí và thiết kế cửa chính, cửa cổng. Cửa chính, cổng chính theo quan điểm phong thủy chính là những nơi đón tiếp của những vượng khí vào nhà. Chính vì thế trong quá trình xây dựng cũng cần lưu ý đến yếu tố này để có cách bài trí sao cho hợp lý. Tránh thiết kế cửa chính, cửa phụ trên một đường thẳng, đối diện nhau. Điều này sẽ làm cho những luồng sinh khí trong nhà
sẽ bị thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Tránh để cửa chính, cổng đối diện với cửa nhà vệ sinh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc trong gia đình. Không nên bố trí cổng tại nơi đường lớn đâm thẳng vào, vì khi đó dễ dàng xảy ra tai nạn không mong muốn. Cũng là vị trí phong thủy đại kỵ cần tránh, nên bố trí cổng lệch với hướng mà đường chính đâm vào. Thứ ba là kiêng kỵ xây nhà có quá nhiều góc cạnh. Việc xây nhà có quá nhiều góc cạnh vừa gây nên cảm giác mệt mỏi, không an tâm cho những người sống trong ngôi nhà. Mặt khác cũng ảnh hưởng rất lớn đến thị giác, tâm lý. Bạn nên xử lý những góc cạnh của ngôi nhà bằng những đồ nội thất, cây xanh, chậu cảnh, hoặc có thể hạn chế việc xây dựng nhà có góc cạnh này. Bạn cũng nên hạn chế việc xây dựng nhà cửa mà có các góc khuyết, cạnh sắc nhọn. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và sức khỏe của cả gia đình. Thứ tư là tránh xây nhà quá cao. Việc xây dựng nhà quá cao, có chiều cao xây dựng không hợp lý, khiến cho cả bốn phía trong khi xây nhà đều được che chắn không hợp lý. Điều này khiến cho không gian trong nhà thiếu đi cảm giác kín đáo, khiến cho các thành viên trong gia đình sẽ có cảm giác thiếu an toàn, bị nhìn ngó. Đặc biệt khi xây dựng nhà quá cao, bạn sẽ hứng chọn mưa gió. Điều này không hề tốt về mặt phong thủy, cũng như sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Khi đó bạn cần xây dựng nhà với chiều cao vừa phải, hợp lý. Điều này sẽ giúp bạn và gia đình có được một không gian sống vừa phải, khang trang, thoáng đẹp. Thứ năm, về cách bố trí công năng và kết cấu xây dựng. Yếu tố này trong suốt quá trình xây dựng nhà cửa cũng cần được lưu ý để đảm bảo được việc xây dựng được diễn ra thuận lợi. Những điều cần kiêng kỵ trong việc sắp xếp và bố cục công năng, kết cấu xây dựng ngôi nhà có thể kể đến là: về số lượng phòng và số lượng bậc thang trong quá trình xây dựng nhà. Hai yếu tố này có thể liên quan đến yếu tố lành, giữ của các thành viên trong gia đình. Vì thế, khi xây dựng, chủ đầu tư cần tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc, chỉ lẻ, không chẵn. Số phòng trong ngôi nhà là 1, 3, 5, 7 cũng mang lại may mắn, thuận lợi. Vì theo phong thủy, những số lẻ là số mà tụ tập tất cả những vận khí tốt, được thần linh phù hộ, nên mọi chuyện suôn sẻ. Còn số chẵn thì ngược lại, có thể bị âm binh quấy phá, khiến cuộc sống gia đình lúc nào cũng lục đục, khó khăn. Nên nhớ số lượng phòng ở đây sẽ tính tổng tất cả không gian trong ngôi nhà, kể cả phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng ngủ. Tổng số phòng trong ngôi nhà sẽ tuân thủ theo nguyên tắc lẻ. Về số bậc thang, khi xây dựng cũng được thực hiện theo quan niệm sinh, lão, bệnh, tử. Khi đó bạn nên tránh số 4 vì số này tượng trưng cho sự thiếu may mắn. Thông thường số cầu thang là 17 bậc, sẽ tương ứng với sinh. Điều này sẽ giúp ngôi nhà mang lại may mắn và thuận lợi trong quá trình xây dựng. Về kết cấu xây dựng ngôi nhà, gia chủ cần tránh xây trên tường yếu. Giống như nền móng gia đình suy yếu, tường bao quanh nhà cao quá làm hỏng bố cục của ngôi nhà. Bởi thế, kết cấu xây dựng của tường cần được thực hiện chắc chắn và rõ ràng, đảm bảo được những nhu cầu sử dụng tối ưu nhất cho khách hàng tham khảo và sử dụng. Về màu sắc căn nhà, cũng cần lưu ý một số điều sau. Màu của trần nhà cần nhạt hơn so với màu của bốn bức tường xung quanh. Khu vực bếp cũng nên để màu nhạt, không nên sử dụng màu quá đậm. Đồng thời, khi lựa chọn màu sơn chủ đạo cho ngôi nhà, bạn cũng nên lựa chọn những màu sắc phù hợp với mệnh, tuổi của chủ nhân gia đình. Điều này sẽ giúp cho gia đình bạn có thêm được may mắn, thuận lợi trong quá trình xây dựng và hoàn thiện được ngôi nhà như mong muốn. Cuối cùng, xin gợi ý đến quý vị một số trường phái trong thiết kế phong thủy trước khi xây nhà. Thứ nhất là phong thủy địa khí. Đo khí đất, đo năng lượng của đất, từ đó sẽ biết mảnh đất đó là mảnh đất phát về kinh doanh, về quan trường hay là mảnh đất bình thường, đất gây bệnh. Từ đó bạn có phương pháp hóa giải nếu không may gặp đất xấu. Thứ hai là phong thủy bát trạch. Dựa trên cung mệnh của mệnh chủ và hướng đất để tính toán xem hướng nhà có hợp không, không hợp thì hóa giải như thế nào. Tính toán các hướng giường ngủ, hướng bếp, hướng bàn thờ, hướng bàn học, bàn làm việc, hướng cửa, hướng cổng sao cho được các khí tốt. Thứ ba là phong thủy loan đầu. Khảo sát, phân tích các con đường, ngôi nhà, dòng sông, ao hồ, ngọn núi,
cao ốc chung quanh mảnh đất để xem tác hại hay tác dụng tốt đến ngôi nhà, từ đó đưa ra phương pháp hóa giải. Phong thủy xây nhà là vấn đề rất quan trọng, quyết định đến vận khí của gia đình. Chính vì thế cần phải xem xét và lựa chọn thời điểm cũng như vị trí thích hợp. Một ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ làm cho cuộc sống gia đình trở nên ấm no, hạnh phúc, mọi chuyện suôn sẻ hơn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp gia chủ có được gợi ý thiết kế căn nhà sao cho chuẩn phong thủy trong năm 2023. Và đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.